Món này là món xương xương hâm à anh? Xương hâm. Đấy, anh đảo mới phát cho nó bốc à. Con này hôm nay bao nhiêu cân anh? 120 cân. 120 cân. Quá tuyệt vời nhỉ. Cái này món da để tí nữa xào ạ, để da trâu. Cái này mát ngon đúng không? Đấy, chào ông nhá. À, chào nhá. Vâng, mời ông vào trong hội trường. Vâng. Hoàng Thị Tiên, chức danh chi hội trưởng. Hello, chào Pin Hồng nữa. Chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Xuân Hữu. Chúc các cả nhà có một buổi sáng thật vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình ạ. Và ngày hôm nay Xuân Hữu đã có mặt tại quê nhà của Xuân Hữu và tham dự lễ ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Nó đây là hội trường thôn này. Đây này là hội trường thôn. Ở phía bên này là hội trường thôn cũ mà mọi người thì đang được chế biến thực phẩm ở đây. Đấy, chiều nay mọi người sẽ tập trung ăn cơm tại hội trường thôn luôn. Alo, alo. Cái gì khớp hết rồi. Alo. Alo 1 2 4. Alo. Rồi. Tham quan các chị em nhà bếp. Chị Viễn ok chị anh ơi. Ôi rồi. Đấy. Chào chào đây, anh em nhé. Đấy, làm anh em xem cho anh em. Đây, đây là bí. Trên mình gọi là bí dài hay bí gì chị nhỉ? Bí này. Bí đào. Đấy, bí đào. Tí mình luộc hay nộm à? Nấu canh. Nấu canh. Ôi chào các trưởng bếp nhá. Ôi giời đấy. Đợi bếp quá hoành tráng. Chào anh nhá. Này toàn món ngon thôi. Cây nhà lá vườn từ nấu từ thưởng thức. Nửa mố mới xin nửa vai nào. Lần thứ 19, nhiệm kỳ 2024-2029. Kế hoạch số 70, kế hoạch mặt trận Tổ quốc ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quang Minh. Kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Bà Vũ Thị Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Nhân dân xã Quang Minh, xin nhiệt. Công chức Văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Quang Minh, đề nghị chúng ta nhiệt. Về phía thôn, Lục Thị Cạch, Bí thư Chi
Thôn Như Khai để chúng ta nhìn lên trong giữa ban ngành đại đoàn thể của thôn đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Hội nghị hôm nay có mặt 83 ông bà đại diện cho 91 hộ trong thôn về dự. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Xin cảm ơn đội trên theo biểu kết. Vâng, 2024-2026 9 là báo cáo danh sách dân sự được hội nghị hiệp thương giới thiệu. À, chào ông nha. À, chào nha. Vâng. Mời ông vào trong hội trường. Vâng. Đây thì có hàng cây bồ đề đây rất đẹp cả nhà. Thời tiết hôm nay rất là mát. Rất là hợp cho tổ chức nghệ hội đại đoàn kết toàn dân tộc đây. Vâng, xin chúng ta vào đây. Giáo quan mau lên mà cháu phải đi rồi. Mau lắm.
đứng thành vòng cung một tí các ba ơi. Vâng, xin tôi đề nghị cho một tràng pháo tay để biểu dương những thành tích của các hội hình đã đạt được. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, tiếp theo tôi xin công bố khen thưởng trao giải ba đội bóng tham gia giải bóng chuyền. Vâng, xin cảm ơn. Bài cố gắng nhá. Vâng, xin được tạm vào đây. Và được sự tiến nhiệm của hội nghị hiệp thương của các đồng chí chúng tôi và ban công tác mặt trận thôn nhiệm kỳ, tôi nhận thấy đây là một vinh dự rất là lớn, một nhiệm vụ cao cả trước hoạt động của thôn. Món này món xương xương hầm anh. Xương hầm. Đấy, anh đào mới phát cho nó bốc à. Con này hôm nay bao nhiêu cân anh? 120 cân. 120 cân. Quá tuyệt vời nhỉ. Món này ăn ngon nhất là lúc nóng này. Nướng xong rồi. Ở trong tối nhìn nó không rõ đâu, ở ngoài nó sáng vàng luôn. Này rất là sôi nổi cả nhà. Hôm nay sẽ có một đội ngũ anh em phụ trách nấu nướng riêng bên bếp. Còn anh, một số anh em đang ở trong hội nghị. Đây là món da để tí nữa xào ạ, à. Đây là da trâu. Da trâu này ăn được luôn, chín này. Thoải mái. Thank you.
Mâm mâm 2 đĩa hả chị? Mỗi mâm 1 đĩa, 18 mâm không ạ? 18 mâm ạ. 16 mâm, 18 mâm. 16. 16 mâm. 6 mâm. Cái này mát ngon đúng không? Mắc phẳng đấy, cái đấy. Ừ, mắc phẳng. Thơm quá. Ngon, chơi vời. Này là 16 mâm cả nhà. Đó. Toàn các món đúng bản sắc của dân tộc. Cây nhà lá vườn. Đây có xương hầm, thịt trâu tráng và thịt lợn nộm, lợn nướng. Bên này là lòng xào măng chua, đây giò, đây là món nộm, món canh bí đao, món tráng miệng của quýt, quá đẹp. Hôm nay rất là vui, vinh dự Xuân Hữu được về quê hương mình biểu diễn vào đúng ngày rất là đặc biệt, ngày hội đoàn kết toàn dân. Xin được kính chúc cho các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể bà con thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc ạ. Xuân Hữu xin gửi tới toàn thể quý vị bài hát then được mang tên là Việt Bắc quê em. Thank you.
Giảng Ali ơi, cả đám càng cả đám ơi cùng lỗ ca. Khổ Ali lê Ali càng lê khổ lê na cùng lê khổ ơi nàng à. Ano lời nàng Ali nỡ ơi, vì bố đây cả gác ơi nằm lỗ đầm phù Ali pha Ali nhằn lệ tính hề đầm càng lệ cá gặp ơi nàng à nô lời nàng à ơi quá lô đồng hoàng lồng ná mời biên mùa Ali xuân Ali đà lý xuân khấn phía biển lệ ngoáng ơi nàng à đường đi phía xa, đường đi đâu xa em đâu ngày mời đã nói lời hẹn cùng anh thắm duyên chị hồng bên lâu lời nàng a lấy nỡ dày phủ lên ngăn đường đi phía xa, đường đi đâu xa em đâu ngại bởi đã nói lời hẹn cùng anh thắm duyên chị hồng bên lâu ngọn lửa đêm đó.
con nghề rất là sôi nổi. Vâng ạ. Mong lại các bà ơi, mép du đó. Chào tôi được qua, mép du mong quá. Lúc coi thôi. Sao bà này? Thank you.
phải đưa đùa hơi vùng nào nằm cuối đàng đeo. Và khéo vằn vằn khéo khéo ôn ơi phố cần hở trương chấm thấy phương phần công lông mà hứa non đuổi ơi thân mùa tan nhà non cõi mà xuân về ngàn hoa khoe sắc ngơ cho đàn chim quanh quý hón vui cho em ngân đời si hò hẹn ơi xuân về hoa đào tô thắm ràng vui bên suối ơi áo chàng ai thấm thoáng bên nương em nương mong cùng nhau mùa này ơi ta trồng cây rừng cho núi đêm xanh ngày xuân về lời then em hát ơi gió rừng ơi đưa câu hát thiết tha ai ơi cho gửi theo lời hẹn ơi đến mùa hoa đào anh đến thăm hoa đào anh đến thăm mẹ. Bơn hà đen mà ngồi
tràn lan khắp nơi, nghe điệu then buồn giá diễn xót xa. Bên lâu lời nàng
Hoàng Ali ơi, màn sương dày phủ lên ngăn đường đi phía xa. Đường đi dẫu xa em đâu ngại bơi, đã nói lời hẹn cùng anh thắm duyên chị hồng bên lâu. Ngọn lửa đến đâu xôn xao rào rực giữa đêm đông sương buông. Lời yêu thương nhờ gió bay đi xa gửi tới em ơi mà anh thương. Thank you.